giá kem dưỡng B5 bao nhiêu tiền? Khá nhiều chị em hoang mang khi muốn tìm hiểu mức giá trước khi mua sản phẩm kem B5. Để mua được hàng chính hãng, giá lại niêm yết. Chị em cần hiểu hơn và cân nhắc kỹ trước khi mua sản phẩm kem dưỡng B5, để tránh mua phải hàng giả thì lại tiền mất tật mang nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ cần gõ những từ khóa đơn giản tìm kiếm tại các website hay các trang mạng xã hội, chị em sẽ nhận được khá nhiều kết quả về giá sản phẩm kem B5. Sở dĩ lại có nhiều mức giá như vậy, bởi ở đây chưa có một cơ quan quản lý chặt chẽ nào can thiệp về các mức giá hàng hóa trên các trang mạng. Tận dụng những tự do kinh doanh này, khá nhiều shop bán hàng đã bán với nhiều mức giá khác nhau. Yếu tố hàng thật hàng giả kém chất lượng cũng sẽ khiến cho kem B5 không hiệu quả, mà còn tổn hại sức khỏe và làn da nữa. Đối với dòng kem B5 hiện nay bên shop mình với giá khuyến mãi chỉ còn khoảng 270.000 đồng trên một tuýp loại 40ml và khoảng 420.000 đồng cho tuýp 100ml thôi nhé. Dù gì chị em cũng bỏ số tiền ra mua hàng, nên chọn các mặt hàng chính hãng đúng chuẩn để sử dụng. Bởi vốn dĩ nhiều chị em cũng biết được dùng sản phẩm giả kém chất lượng, vô tình trở thành kẻ gây hại cho da. Bôi lên da không làm cho da đẹp lên, vì chị em đã sử dụng một lượng hóa chất không tên tuổi lên người. Chính vì vậy, cần phải mua đúng hàng chính hãng nhé. Kem B5 đang được nhiều bạn gái ưa chuộng, vì tinh chất trong kem được cấu tạo từ các thành phần chính, như là Procarat với hoạt chất độc quyền giúp ngăn ngừa vết thâm sau mụn. Trong kem B5 còn có nước khoáng Aqua, OC Filiformis, giúp cân bằng hệ vi sinh trên da, giảm sưng viêm, ngừa mụn tái phát. Hơn nữa, không thể thiếu trong bảng thành phần kem dưỡng B5 là Mannose, giúp kích thích quá trình tái tạo da, giúp da trắng sáng và mờ thâm một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, với câu hỏi là kem B5 có trị thâm không, thì câu trả lời là có nhé. Kem B5 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem B5 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.